Huỳnh Gasly Alves có mặt trên sân Gò Đậu theo dõi trận đấu chung kết lượt đi cúp quốc gia giữa BKMX Bình Dương và Sông Lam Nghệ An tối tuần qua. Đây cũng chính là nơi tạo nên danh tiếng của tiền đạo gốc Brazil trong thời gian anh còn chơi bóng tại Việt Nam. Những kỷ niệm của Gasly về V-League cũng từ đó mà tràn về. Tôi rất nhớ câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Khi mà tôi thi đấu ở Thái Lan, tôi luôn theo dõi các tin tức về đội bóng cũ của mình, bởi BKMX Bình Dương là câu lạc bộ đầu tiên mà tôi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng tại châu Á. 7 năm chơi bóng tại đây là khoảng thời gian không thể nào quên của tôi. Tôi đã có tất cả tại đây. Hôm nay tôi có cơ hội về thăm gia đình. Tôi cũng tranh thủ đến xem trận đấu của BKMX Bình Dương. Cảm giác trở về đây như trở về nhà của mình vậy. Dù thời gian qua Huỳnh Gasly đã chuyển sang chơi bóng tại Thái Lan, nhưng theo anh chia sẻ, anh luôn theo dõi nhịp sống của bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Chính điều đó cũng khiến cho tiền đạo sinh năm 1981 có cái nhìn khách quan về chất lượng các giải bóng đá ở Việt Nam hiện nay so với thời anh còn chơi bóng những năm đầu 2000. Hợp đồng của tôi bên Thái Lan cũng vừa kết thúc. Hiện giờ đã có một số câu lạc bộ ở Việt Nam đã liên hệ với tôi chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Tôi đã có cho mình một số câu lạc bộ để đàm phán, nhưng hiện giờ thì tôi chưa quyết định ký với bất kỳ câu lạc bộ nào cả. Nhưng chắc chắn tôi sẽ trở lại thi đấu ở Việt Nam. Cầu thủ ngoại ở V-League hiện giờ tôi thấy chất lượng đi xuống so với trước đây và có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng tôi nghĩ mùa giải sau V-League sẽ rất cạnh tranh.